Chào anh chị, clip này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một cái kỹ thuật để chúng ta xử lý cái phần bóng tối, bóng đổ trên gương mặt mà nó xuất hiện khi chúng ta chụp hình ở trong cái không gian, ở trong cái điều kiện mà nó thiếu sáng hoặc là bị ngược sáng anh chị. Như chúng ta nhìn thấy trong màn hình thì cái phần bên trái này là đó chính là cái ảnh gốc, và cái khung ảnh bên phải là cái ảnh mà sau khi chúng ta đã xử lý để khử đi những cái phần tối, những cái phần bóng tối nó không hiển thị được chi tiết trên cái gương mặt của cô gái này. Để thực hành một trong những kỹ thuật đó thì tôi sẽ mở cái ảnh gốc, tôi chọn cái lớp, tôi sẽ mở cái ảnh gốc, và anh chị nhớ là chúng ta phải mở cái channel palette, tức là cái bảng quản lý kênh đó. Và anh chị nhìn thấy là khi mà anh chị chọn như thế này á, anh chị thấy được đầy đủ bốn cái kênh, nhưng mà chúng ta sẽ chọn cái kênh màu RGB. Mục đích tại cái bước này là mình sẽ giữ phím Ctrl và kích chuột trái lên cái kênh màu RGB này để chúng ta xác lập cái vùng tròn là cái vùng chứa những cái điểm ảnh sáng nhất cái trên hình này này. Ok, sau đó chúng ta quay lại cái layer palette. Anh chị nhớ cái thao tác làm như thế này nha, quay lại cái layer palette là các bạn quản lý lớp á, nhưng mà mình sẽ không có chọn cái phần vùng chọn chứa những điểm ảnh sáng nhất. Mình sẽ có thao tác là ta vào cái menu select này, ta chọn cái chức năng là invert, tức là shift control y á, để đảo lại, chọn đảo lại, tức là chọn đảo ngược lại. Bây giờ là mình không chọn vùng sáng nữa mà mình chọn cái vùng chọn là cái vùng chứa những điểm ảnh tối nhất, vì chúng ta đang là xử lý cái vùng tối mà. Ok, sau đó anh chị đang chọn cái lớp background nha, sau đó chúng ta nhấn Ctrl G để đưa cái dữ liệu vùng chọn này, tức là cái vùng tối nhất trên hình, lên trên một cái lớp riêng bằng thao tác nhấn Ctrl G. Rồi sau đó anh chị nè, tôi tắt cái lớp này đi anh chị xem nè. Đây, đây chính là cái phần mà chúng ta đã tách và đưa lên trên một cái lớp riêng. Đã tách và đưa lên trên một lớp riêng. Bây giờ công việc còn lại là chúng ta sẽ chọn cái chế độ hòa trộn màu để làm cho cái ảnh này nó sáng lên. Một trong những cái chế độ hòa trộn màu Blend Mode đó là Shrink. Và chế độ hòa trộn màu này nó sẽ căn cứ vào cái hiện trạng giữa cái lớp layer 1 và lớp background để làm cho cái ảnh nó sẽ sáng lên. Cái vùng chứa những cái điểm ảnh mà tối như khi anh chị đưa lên trên cái layer 1 này nó sẽ sáng rực lên. Ok anh chị nha. Chúng ta hiểu một cách nôm na như vậy thì ta sẽ chọn cái chế độ hòa trộn màu screen này anh chị nè. Anh chị xem, đây nó đang sáng lên. Và cái mức độ mà áp dụng cái chế độ hòa trộn màu screen cho cái lớp này, anh chị có thể sử dụng cái tùy chọn opacity để ta điều khiển hắn. Ok nha. Bây giờ anh chị muốn là nó sáng hơn một xíu nữa thì ta sẽ có một cái thao tác nữa là chúng ta nhấn Ctrl G để nhân đôi cái lớp mà chúng ta vừa thực hiện là hòa trộn bằng screen. Như vậy là cái ảnh để chị đang nó sáng vậy nó hơi bị chói rồi anh chị, nó sáng vậy là nó hơi bị chói rồi, nó hơi bị cháy hình rồi. Ta sẽ tắt cái này đi. Như vậy là ta dừng ở bước này là ta thấy là tạm ổn anh chị xem. Như vậy là chỉ cần một vài thao tác là mình có thể xử lý và loại bỏ được cái bóng tối ở trên cái gương mặt. Ok, bây giờ ta sẽ cũng có thể là ta sử dụng thêm một cái lớp điều chỉnh nữa cho cái layer 1 này. Anh chị có thể làm quen với cái lớp điều chỉnh là Image Adjustment, và chúng ta sử dụng cái lớp điều chỉnh Shadow Highlight. Shadow Highlight là cái lớp điều chỉnh cho phép ta điều chỉnh cái phần tối và phần sáng ở trên ảnh. Phần tối thì ta điều chỉnh tại danh sách Shadow, và phần sáng thì ta điều chỉnh ở tại danh sách Highlight. Và một cái phần nữa là Adjustment là điều chỉnh màu sắc và độ tương phản cho hình ảnh. Cái công cụ Shadow Highlight này cũng khá hay. Bây giờ nếu như anh chị là đang chọn công cụ là Layer 1, ta kéo này. Anh chị xem mà, tôi kéo này. Tôi kéo này. Đấy, khi mà con trượt amount, tức là cái mức độ điều chỉnh sáng tối á, cho cái vùng 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 tối á, vùng tối Shadow này. Tôi kéo con trượt amount là tôi sẽ giảm vùng tối. Tôi làm sáng cái vùng tối lên. Anh chị xem đi nha, tôi làm sáng vùng tối lên này. Và cái tonal width này là cái khoảng rộng của cái giới hạn mà mình điều chỉnh. Cái tonal width và cái radius là anh chị cũng phải điều chỉnh để chúng ta tìm cái giá trị mà phù hợp mình cho cái trường hợp điều chỉnh này. Cứ kéo con trượt, và khi nào anh chị cảm thấy ok chúng ta dừng lại. Và cái phần highlight là vùng sáng. Trong trường hợp này anh chị làm cho cái vùng, khi anh chị kéo con trượt ở mouse của highlight về bên phải thì ta làm tối cái vùng sáng, mà trong trường hợp này ta không cần nhất thiết phải làm cái việc đó. Cho nên là vậy, chúng ta có thể là gì, không sử dụng đến con trượt highlight. Còn con trượt là Adjustment Color Correction, tức là điều chỉnh màu sắc. Điều chỉnh màu sắc, anh chị muốn cái màu nó tươi lên, nó rực lên thì chúng ta phải điều chỉnh cái Color Correction này. Con trượt này kéo tăng cái giá trị nó lên về bên tay phải,
và cái mid tông contrast á, là tạo ra cái sự tương đồng, cái sự tương phản, tức là cái vùng tối nó sẽ tối hơn một xíu, vùng sáng nó sẽ sáng hơn một xíu, và nó sẽ hiệu dụng trên cái phần có màu trung bình ở trên cái tập ảnh mà anh chị điều chỉnh. Như vậy là sau khi điều chỉnh là ở ma của sát đao, anh chị xem nè, nó tối như vậy nè, tôi điều chỉnh cái ở ma của sát đao lớn một xíu như cái vậy là gì, tôi làm sáng cái vùng tối lên một xíu nữa là cái hình nó cũng tương đối là cải thiện. Ok rồi, như vậy là mà chỉ cần một vài thao tác là mình có thể là điều chỉnh, loại bỏ cái vùng tối, bóng tối sát đao ở trên cái gương mặt người. Đây là một trường hợp. Bây giờ mình thử mở một số trường hợp khác. Tôi tắt cái ảnh này đi. Tắt ảnh đi. Mình sẽ mở một cái ảnh khác chị nha. Tôi mở cái ảnh góc này anh chị nha. Ảnh góc này. Ok. Ảnh góc này nó cũng bị là hơi bị tối ở cái phần mặt bên trái. Như anh chị nhìn đối diện vào màn hình. Bây giờ để xử lý nó thì chúng ta sẽ làm cái gì anh chị? Chúng ta có thể là nhấn Ctrl J để nhân đôi hai lớp, một lớp chúng ta làm và một lớp chúng ta tham chiếu. Ngay lập tức thì mình cũng có thể là sử dụng cái email adjustment, ta sử dụng cái sách đào highlight. Đấy, anh chị chỉ cần là một cái thao tác sách đào highlight, anh chị kéo đây là anh chị thấy là anh chị có thể là làm cho cái ảnh này nó sáng lên, anh chị thấy nè. Đấy, ok. Bây giờ mình tắt mắt này, tắt bỏ mắt này, ok không anh chị? Đấy, được không chị? Đấy rồi. Mình có thể thêm một cái lớp điều chỉnh nha anh chị nha. Mình có thể thêm một cái lớp điều chỉnh, một cái mặt nạ lớp để điều chỉnh cách thể hiện của layer 1 này. Để thêm một cái mặt nạ lớp, ta giữ phím on và kích chuột, giữ phím on và kích chuột vào cái biểu tượng layer mask. Như vậy là tôi sẽ áp dụng một mặt nạ màu đen. Khi mà tôi áp dụng một cái mặt nạ màu đen lên cái lớp mà vừa áp dụng shadow highlight á, lên cái lớp mà vừa shadow highlight thì tôi sẽ giấu dữ liệu lớp này đi. Giấu dữ liệu lớp này đi để thấy được dữ liệu của lớp dưới là lớp background nè. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái công cụ brush tool này, sử dụng một loại đầu cọ là nó mềm, tức là cái hardness này về không. Bây giờ anh chị là ngoặc vuông bên phải, ta sẽ tắt cái chế độ gọi tiếng Việt đi. Ok nha. Rồi anh chị xem nè. Đấy, khi mà ta tô màu trắng, tôi switch lại, tôi tô màu trắng này, tô màu trắng lên mặt nạ thì lúc này tôi sẽ thấy được dữ liệu của lớp này. Mà thấy được dữ liệu của lớp này tôi sẽ không thấy dữ liệu của lớp dưới. Như vậy là cái điều quan trọng là tôi sẽ muốn tô màu trắng ở cái phạm vi này để lấy lại cái giá trị của lớp này nè. Này, ok chưa? Màu trắng nha. Và tôi bao nhiêu phần trăm? 30%, tôi tô là 90% luôn. Anh chị xem nè, đấy. 90% luôn nha. Đấy, ok. Anh chị em nè, đấy. Đấy chưa? Những cái phần là cái phần mái tóc thì tôi giữ nguyên. Tôi muốn tô cái phần gương mặt để nó lấy lại cái giá trị của cái lớp mà vừa xác lập cái sách ở đây. Tắt mắt cho anh chị xem nè. Ok rồi, đó là một trường hợp. Ta thêm một cái trường hợp nữa để ta thấy được cái tỷ trọng sách đao highlight. Trường hợp nữa là chúng ta sẽ mở cái ảnh này. Ok, như vậy là cái ảnh hiện trạng thi công mà anh chị biết rằng là cái bóng tối nó đang làm mất cái chi tiết cho cái phần đường ống ở phía dưới này, mà tôi cần phải nhìn thấy rõ cái chi tiết này. Thì bây giờ tôi sẽ làm cái thao tác là Ctrl J nhân đôi hai lớp và sử dụng cái adjustment và cái tỷ trọng là shadow highlight. Đấy, sau khi áp dụng shadow highlight là anh chị thấy được cái kết quả liền. Đấy, mình sẽ kéo cái phần shadow nào và cái tông quýt này kéo rõ lên, nhớ là kéo cái radius này để tăng cái độ tương phản giữa vùng tối và vùng sáng anh chị nè, để anh chị thấy được cái này. Ok anh chị, đó được không? Ok nha. Rồi, như vậy là anh chị đã thấy được cái chi tiết này anh chị nè. Ok, tức là cái lệnh điều chỉnh shadow highlight nó điều chỉnh cái bóng tối và điều chỉnh cái phần sáng trên ảnh rất rất là hiệu quả. Bây giờ chúng ta có thể nhân đôi hai lớp này. Chúng ta sẽ chọn cái chức năng là shrink lên. Đấy, anh chị muốn sáng hơn một xíu nữa là chúng ta có thể chọn cái tỷ trọng là shrink để chúng ta thay đổi cái độ sáng tối. Ok. Đấy. Ta có thêm một trường hợp nữa. Đấy, giống như cái ảnh này, ảnh góc này. Anh chị thấy không nè? Ta mở ảnh góc này. Ok chưa? Đấy. Như vậy là mình sẽ có ba cái trường hợp để xử lý. Nếu như trong hình này thì tôi tăng độ sáng bằng cách là chọn chế độ hòa trộn màu
screen là cách thứ nhất. Ok em này, tôi tiếp tục nhân đôi thêm một lớp nữa để thêm cái độ sáng cho cái lớp ảnh này. Đấy, hai lớp screen chồng lên nhau thì anh chị thấy được cái hình nó sẽ được cải thiện về ánh sáng và cái độ tương phản. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là tôi chọn channel và lựa chọn cách làm là gì? Tôi sẽ chọn trước cái vùng tối. Đấy, cách thứ hai. Và cách thứ ba là anh chị vào đâu? Đấy, cách thứ ba là anh chị vào nhân đôi hai lớp và anh chị chọn cái gì? Email assignment và chọn chức năng shutdown highlight để điều chỉnh. Đấy, như vậy là để điều chỉnh cái phần bóng tối, để điều chỉnh cái phần bóng tối và cái phần sáng trên ảnh là mình sẽ có cụ thể ba cái bước cơ bản. Bước thứ ba, bước cơ bản đó là cái kỹ thuật là sử dụng cái chế độ hòa trộn màu, tức là cụ thể là hai bước thôi, tức là sử dụng cái chế độ hòa trộn màu là screen đấy, cho cái vùng tối. Và cách thứ hai là chúng ta vào email chọn là gì, cái lệnh là shutdown highlight để chúng ta thực hành. Ok, hy vọng rằng là qua cái clip nhỏ này sẽ giúp ích một phần nào cho công việc của anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại ở clip sau.